Vương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Vương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 92 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ sau khi diệp huyền rời đi vũ vấn thấp giọng thở dài hắn muốn để diệp huyền rời đi thậm chí có ý muốn động vũ lực thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn làm như vậy bởi vì tình cảm giữa diệp huyền và muội muội của hắn còn có đám người tiểu an là cực kỳ sâu nặng nếu như hắn làm như thế rất có thể sẽ khiến mấy tiểu nha đầu này đối địch với võ viện một lát sau vũ vấn thấp giọng thở dài lần nữa lập tức quay người rời đi sở dĩ hắn từ bỏ còn có một nguyên nhân đó chính là diệp huyền thật quá yêu nghiệt mặc dù có khả năng sẽ liên lụy đám người tiểu an thế nhưng nếu như diệp huyền bất tử ngay sau trưởng thành cũng tương đương với võ việt có thêm một ngoại viện là siêu cấp kiếm tu sau khi nhìn thấy đám người Diệp Huyền giao thủ với cơn giàn đạo cảnh, hắn biết tương lai thiên hạ sẽ là của những người trẻ tuổi này, cho nên đám người An Lan Tú giao hảo với Diệp Huyền, đối với võ viện mà nói vừa có lợi vừa có hại. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi võ viện, lặng lẽ tìm được Bạch Chỉ trong một gian phòng bạch chỉ đột nhiên nhìn về phía góc phòng trước mặt không ra hơi trầm ngâm một chút sau đó nàng tiếp tục cúi đầu nhìn quyền trục trước mặt bạch chỉ dùng huyền khí truyền âm người mà ngươi nhờ ta tìm lần cuối cùng nàng xuất hiện là ở kiếm tông sau đó không biết nàng đi nơi nào trong góc phòng diệp huyền nhíu mày kiếm tông sau Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không tiến vào kiếm tông, chẳng qua chỉ là chờ đợi ở bên ngoài kiếm tông một hồi, mà sau đó không còn bất kỳ tin tức gì về nàng nữa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, một chút tâm hơi cũng không có sao. Bạch Chỉ gật đầu, việc này hết sức không bình thường, bởi vì với thực lực của nàng, hẳn là vô phương làm đến mức đột nhiên biến mất. Diệp Huyền yên lặng, mẫu thân và phụ thân của hắn làm sao lại thần bí như vậy? đối với người phụ thân chưa từng gặp qua kia hắn không hận bởi vì muội muội vẫn sống thật tốt cho nên hắn cũng không hận ai dĩ nhiên hắn cũng không quan tâm bao nhiêu ngược lại nhiều năm như vậy đều là bản thân và muội muội sống nương tựa lẫn nhau thêm một phụ thân hay thiếu đi một phụ thân đối với hắn hiện tại mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì muội muội sống tốt thế giới của diệp huyền hắn đều là tốt đẹp bạch trì lại nói có phải là bọn hắn muốn hạ thủ với kiếm tông không diệp huyền gật đầu xác định bạch trì trầm giọng người phải cẩn thận theo ta được biết bản thân kiếm tông này đã cực kỳ không đơn giản át chủ bài chân chính của bọn hắn hẳn là vẫn chưa có lộ ra hơn nữa kiếm tông truyền thừa nhiều năm như vậy có khả năng vẫn còn một vài kiếm tu thế hệ trước tọa trấn bình thường có thể những người này sẽ không quản kiếm tông nhưng nếu như kiếm tông có hiểm nguy diệt tông khẳng định là bọn hắn sẽ xuất hiện diệp huyền gật đầu bọn hắn phụ trách đánh chính diện ta phụ trách đánh lén nếu đánh không lại ta sẽ chạy bạch chỉ lắc đầu cười một tiếng tên vô lại nhà ngươi nói đến đây dường như nghĩ đến chuyện gì nàng nghiêm mặt nói còn có một chuyện tông chủ kiếm tông tiền nhiệm mục phong trần đã rời khỏi kiếm tông không biết đi nơi nào kiếm thánh diệp huyền nhíu mày rời khỏi kiếm tông sao bạch chỉ gật đầu tóm lại kiếm tông truyền thừa nhiều năm rốt cuộc nội tình của bọn hắn sâu bao nhiêu ngoại trừ bản thân bọn hắn không ai biết được diệp huyền nói ta sẽ cẩn thận người cũng nên cẩn thận nói xong hắn quay người biến mất không thấy đâu nữa bạch chỉ nói khẽ chúc tất cả bình an. Diệp Huyền đi đến bên ngoài thần võ thành, hắn lặng lẽ ẩn trong bóng tối, hiện tại chuyện hắn cần phải làm là chờ, chờ đám người nhạc lão gọi viện quân đến, trên nhánh cây, Diệp Huyền dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn mở ra tay trái, một thanh kiếm mang vỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhìn thanh kiếm trước mắt, Diệp Huyền cau lại chân mày, đối với chuôi kiếm này hắn vẫn còn có chút tò mò cuối cùng là thanh kiếm gì chứ hắn do dự một chút sau đó dùng lực rút một cái kiếm vẫn không chịu nhúc nhích diệp huyền cười một tiếng đắng chát đang muốn thu lại lúc này hắn dường như nghĩ đến chuyện gì trực tiếp tiến vào trong giới ngục tháp hắn tiến đến trước mặt tiểu linh nhi sau đó đưa thanh kiếm trong tay cho tiểu linh nhi người rút thử xem thế nào Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng tiếp nhận kiếm. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng rút kiếm. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ bên trong giới ngục tháp. Sau một khắc, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, hắn trực tiếp rời khỏi giới ngục tháp. Mà giờ khắc này, chẳng biết lúc nào, trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một mảnh giấy đen. Hắc vân, bên trong sấm sét vang rồi. Cùng lúc đó, một cỗ oai thiên địa cường đại bao phủ hắn. Diệp Huyền dừng lại, Lúc này, bên trong giới ngục tháp đột nhiên vang lên thanh âm của lầu thứ sáu. Tiểu Linh Nhi chừng mắt nhìn, vẫn còn chưa phản ứng kịp. Lầu thứ sáu lại nói, tiểu nha đầu, dừng lại. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, đang nói ta sao? Lầu thứ sáu nói, đúng, mau dừng lại. Tiểu Linh Nhi có chút không hiểu, ngừng cái gì chứ? Lầu thứ sáu... Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía thanh kiếm trong tay, kiếm đang rung động kịch liệt. Trên vỏ kiếm đã có vết dạn, Tiểu Linh Nhi có chút hoảng hốt. Nó, nó dường như nó muốn thoát ra. Lầu thứ sáu nói, vậy ngươi còn không mau nhét nó vào lại. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi vội vàng nhét kiếm vào lại trong vỏ kiếm. Kiếm lập tức bình tĩnh trở lại. Bên ngoài giới ngục tháp, bên trong hư không, từng đạo lôi điện tựa như ngân xà, không ngừng uốn lượn trong tầng mây đen, thật lâu không tiêu tan. Về mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng, nguy hiểm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã thật sự cảm nhận được nguy hiểm nếu vừa rồi những lôi điện kia đánh xuống hắn khẳng định bản thân sẽ bị lôi điện đánh thành cho tàn diệp huyền trở lại bên trong giới ngục tháp tiểu linh nhi vội vàng đưa thanh kiếm cho diệp huyền khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn có chút trắng bạch diệp huyền nhẹ nhàng vút ve đầu nhỏ của tiểu linh nhi sau đó ngẩng đầu tiền bối kiếm này lậu thứ sáu nói kiếm này có khí tức sát phạt quá nặng không phải là ngươi bây giờ có khả năng khống chế diệp huyền cười khổ rốt cuộc là dạng kiếm gì chứ lầu thứ sáu nói không biết nhưng mà từ khí tức của kiếm này mà xem kiếm này không phải là dạng lương thiện người bây giờ còn vô phương khống chế diệp huyền nhìn về phía thanh kiếm trong tay nói khẽ kiếm tông hẳn phải biết lai lịch của kiếm này tiểu linh nhi đột nhiên chỉ chỉ trên lầu sau đó nói bảy lầu thứ bảy ta muốn đi lầu thứ bảy diệp huyền thu hồi suy nghĩ nhìn về phía tiểu linh nhi người muốn đi lầu thứ bảy sao tiểu linh nhi gật đầu diệp huyền có chút hiếu kỳ đi lầu thứ bảy làm cái gì tiểu linh nhi trứng mắt nhìn bảo bối lầu thứ bảy bảo bối sao diệp huyền hỏi tiền bối người có biết lầu thứ bảy này có thứ gì không lầu thứ sáu nói không biết diệp huyền nhìn về phía tiểu linh nhi làm sao người biết lầu thứ bảy có bảo bối tiểu linh nhi nháy mắt không nói lời nào Diệp Huyền cười nói, ngay cả ta cũng không thể nói sao. Tiểu Linh Nhi khẽ cúi đầu, không thể nói, nàng nhắc nhở ta phải giữ bí mật. Nàng sao? Diệp Huyền nhíu mày, nàng là ai? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Diệp Huyền cười cười, được rồi, ta không hỏi, nhưng mà lầu thứ bảy này, ta cũng không vào được đâu. Lầu thứ bảy, không có đạo tắc mặc dù hắn có thể cảm nhận được lầu thứ bảy này nhưng lại không thể đi vào tiểu linh nhi nhìn về phía diệp huyền hỏi ta có khả năng cầm kiếm bồ nó ra vẻ mặt của diệp huyền cứng đơ lầu thứ sáu đột nhiên nói tiểu nhà đầu này có một vài ý nghĩ rất nguy hiểm tốt nhất người nên đề phòng một chút diệp huyền cười khổ tiểu nhà đầu người tuyệt đối không được làm loạn biết không tiểu linh nhi chép miệng thật sao diệp huyền đang muốn nói chuyện đúng lúc này hắn nhíu mày rất nhanh hắn rời khỏi giới ngục tháp vừa rời khỏi tháp trước mặt hắn lập tức vang lên một thanh âm tới võ viện thanh âm của liên vạn lý diệp huyền không hỏi vì sao trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa võ viện một chỗ trong sân diệp huyền tìm được liên vạn lý liên vạn lý trầm giọng nói tiểu an muốn đột phá đột phá sao diệp huyền hỏi tạo hóa cảnh sao liên vạn lý nhìn thẳng diệp huyền là đạo cảnh đạo cảnh diệp huyền giật mình trong lòng đạo cảnh sao làm sao có thể phải biết trước đó an lan tú vẫn chỉ là thánh cảnh lúc này vũ vấn đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyền hắn nhìn thoáng qua diệp huyền nàng dùng tình nhập võ dùng võ nhập đạo tâm cảnh thông suốt tăng thêm cơ sở của nàng vốn đã vô cùng tốt cho nên nàng trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh diệp huyền nhíu mày vào tạo hóa cảnh sau đó nàng lại lập tức xông vào đạo cảnh sau vũ vấn lắc đầu nếu chỉ có như vậy dĩ nhiên là cực kỳ tốt thế nhưng huyết mạch của nàng thức tỉnh huyết mạch thức tỉnh diệp huyền ngây ngần cả người sau đó hỏi là huyết mạch gì vũ vấn yên lặng diệp huyền đang muốn hỏi tiếp vũ vấn lại nói tóm lại hiện tại nàng đã là tên trên dây cung không bắn không được Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng sắp sửa dùng võ nhập đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, dùng võ nhập đạo chính là đạo cảnh sau. Vũ Vấn gật đầu, đạo cảnh cũng xưng là nhập đạo cảnh. Ta để các nàng gọi ngươi tới là hy vọng ngươi có thể ở trong bóng tối hỗ trợ hộ pháp cho nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Vũ Vấn, ý của tiền bối là có thể kiếm tông sẽ tới quấy rối sao? Vũ Vấn gật đầu, không phải có khả năng mà là chắc chắn nha đầu kia kỳ tài ngút trời một khi đạt đến nhập đạo cảnh cường giả đạo cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng kiếm tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nàng nhập đạo thành công diệp huyền trầm giọng nói có thể áp chế không vũ vấn lắc đầu không áp chế được hiện tại nàng nhất định phải đột phá nếu miễn cưỡng áp chế sẽ hỏng việc bởi vì chúng ta không áp chế nổi lực lượng huyết mạch kia cũng không dám áp chế hơn nữa huyết mạch thức tỉnh đối với nàng mà nói cũng là một kỳ ngộ diệp huyền yên lặng một lát sau đó hỏi muốn ta làm gì vũ vấn nhìn về phía diệp huyền người ở trong bóng tối hỗ trợ không thể để bất kỳ kẻ nào tiếp cận nàng diệp huyền trầm giọng nói tiền bối có nắm chắc không vũ vấn lắc đầu nếu tất cả cường già kiếm tông đồng loạt tập hợp nhằm vào nàng ta không dám nắm chắc Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Nha đầu này đột phá thật không đúng lúc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn gặp mặt nàng. Vũ Vấn gật đầu, đi theo ta. Nói xong hắn dẫn theo Diệp Huyền và Mạc Tà đi đến hậu sơn của võ viện. Trên đỉnh núi ở hậu sơn, An Lan Tú lặng lặng đứng trên đỉnh núi. Một bộ áo trắng như tuyết không dính một hạt bụi trần. Diệp Huyền đi đến sau lưng An Lan Tú. An Lan Tú nói khẽ, người đến rồi. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện. An Lan Tú đột nhiên nói, ngươi đừng nói chuyện. Diệp Huyền... An Lan Tú nhìn chân trời phía xa nói khẽ, những lời ngươi nói với ta trước đó là thật lòng sao? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người sau đó nói, dĩ nhiên. An Lan Tú gật đầu, ta sẽ đột phá. Nói xong, nàng chậm rãi đóng hai mắt lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Lan Tú, có ta ở đây, ai cũng không thể quấy dậy ngươi nói xong hắn lặng yên biến mất theo diệp huyền thối lui hết thầy cường giả võ viện xuất hiện từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khắp bốn phía vùng trời võ viện không chỉ như thế trên đỉnh đầu an lan tú còn có một quả chuông vàng lớn trường bàn tay kim trung này tàn ra một vòng hào quang bao phủ an lan tú ngoại trừ kim trung này xung quanh an lan tú còn có bốn lá cờ màu vàng dài hơn một trượng bốn thanh trường kỳ trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh an lan tú giờ phút này không gian xung quanh an lan tú đã vững như thành đồng ngay cả cường giả đạo cảnh cũng vô phương xuyên toa không gian đi đến trước mặt an lan tú không chỉ như thế trong không gian xung quanh an lan tú còn có từng sợi tơ màu vàng những sợi tơ lít nhà lít nhít này khóa lại không gian. Nếu như nhìn kỹ sẽ nhanh chóng phát hiện phía trên những sợi tơ màu vàng này đều có vẽ phù văn thần bí. Mà lực lượng những phù văn này phát ra tựa như là một tấm lưới hoàn toàn bao phủ không gian xung quanh An Lan Tú. Bảo vật tạo hóa cảnh. Mặc kệ là kim trung kia hay bốn thanh trường kỳ này, hoặc là những sợi tơ màu vàng kia, toàn bộ đều là bảo vật tạo hóa cảnh mà phía trên kim trung một lão giả đứng đấy người này chính là vũ vấn người mạnh nhất võ viện đương thời lần này vì hộ pháp cho an lan tú đột phá võ viện đã xuất động tất cả cường giả một cường giả đạo cảnh trẻ tuổi như thế hơn nữa còn là một người vô cùng có khả năng đạt đến võ đạo thông thần đáng giá để võ viện làm như vậy sau khi rời đi diệp huyền trực tiếp ra khỏi thành hắn tìm đến đám người nhạc lão nhạc lão nhìn diệp huyền trước mặt ngươi hy vọng chúng ta bảo hộ tiểu nha đầu võ viện kia sao? Diệp Huyền lắc đầu, trong mắt Nhạc lão lóe lên một tia kinh ngạc. Vậy ngươi muốn gì? Diệp Huyền nhìn Nhạc lão, đây là một cơ hội cho chúng ta, kiếm tông nhất định sẽ ra tay với thiên tài của võ viện, mà khi bọn hắn ra tay, chính là cơ hội của chúng ta. Nhạc lão nói, quả thực là cơ hội của chúng ta, nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta ra tay lúc nào là phù hợp?" Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, "Sau khi kiếm tông ra tay." Nhạc lão cười nói, "Ngươi cảm thấy kiếm tông có cơ hội ngăn cản tiểu nha đầu kia hay không?" Diệp Huyền gật đầu, "Có." Nhạc lão cười nói, Ta sẽ chờ, chờ bọn hắn ngăn cản được nha đầu kia. Nếu bọn hắn ngăn cản được nha đầu kia, võ viện nhất định sẽ điên cuồng trả thù kiếm tông. Khi đó, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nếu bọn hắn không thể ngăn cản tiểu nha đầu kia, vậy có nghĩa là võ viện đã điên cuồng ngăn cản bọn hắn. Chúng ta có thể chờ, chờ đến khi bọn hắn lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vãn bối hiểu rõ. Nói xong hắn quay người rời đi, hắn biết muốn để cho đám người này ra tay bảo hộ cho An Lan Tú là chuyện không thể nào. Những người này sẽ ra tay, thế nhưng bọn hắn sẽ chờ đến khi võ viện và kiếm tông lưỡng bại câu thương mới ra tay. Thủ hộ An Lan Tú, việc này vẫn phải trông cậy vào bản thân hắn. Sau khi Diệp Huyền rời đi, Dạ Lan bên cạnh Nhạc lão đột nhiên nói, "Kiếm tông hẳn phải biết chúng ta ẩn trong bóng tối, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ra tay sao?" nhạc lão khẽ nói nhất định sẽ ra tay dạ lan nhìn về phía nhạc lão không hiểu vì sao nhạc lão nói đời sau tranh đấu nếu kiếm tông không có ai có thể chống đỡ được nha đầu kia vậy bọn hắn nhất định phải ra tay diệt trừ nàng bằng không đời sau của kiếm tông sẽ bị nha đầu kia đè chết đặc biệt là hiện tại kiếm tông và võ viện đã như nước với lửa dưới tình huống này bọn hắn không có ra tay chờ đợi bọn hắn ở ngày sau chính là tử vong thảm liệt cho nên bọn hắn nhất định sẽ ra tay bởi vì giờ khắc này là cơ hội xuất thủ tốt nhất của bọn hắn. Dạ Lan trầm giọng nói, bọn hắn biết chúng ta ẩn trong bóng tối cũng sẽ làm như vậy sao? Nhạc lão nói khẽ, nếu bọn hắn ra tay, vậy có nghĩa là bọn hắn tuyệt đối không lo sợ chúng ta. Mà nếu bọn hắn không ra tay, vậy càng chứng minh nội tình của bọn hắn không sâu như chúng ta tưởng tượng. Khi đó, chúng ta sẽ ra tay ngay lập tức. Ta tin tưởng mấy lão đầu kiếm tông kia hẳn là cũng có thể nghĩ đến điểm này mà chúng ta ra tay, chờ sau khi nha đầu võ viện kia đột phá liền sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mục tiêu của chúng ta là bón trí bảo kia, không phải là diệt kiếm tông, nhưng nếu như võ viện ra tay vậy nhất định sẽ là chém tận giết tuyệt kiếm tông. Nếu ngươi là tông chủ kiếm tông, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Dạ Lan nhìn theo phía đi đến kiếm tông nhưng trong mắt ta dù bọn hắn có xuất thủ hay không tình cảnh cũng đều không tốt nhạc lão nói vậy phải xem át chủ bài của bọn hắn lớn bao nhiêu mà dưới tiền đề át chủ bài đủ mạnh bọn hắn nhất định sẽ ra tay với võ viện trước mà võ viện tồn tại ngang hàng với kiếm tông hẳn phải biết một vài lá bài tẩy của kiếm tông bất kể thế nào để người của chúng ta chuẩn bị dạ lan hỏi chuẩn bị ra tay sau Nhạc lão cười nói, chuẩn bị xem kịch, nghe đồn năm đó tổ sư kiếm tông và tổ sư võ viện có quan hệ không tệ, nếu kiếm tông và võ viện đều gọi ra phân thân tiên tổ, khi đó nhất định là vô cùng có ý tứ. Võ viện, võ viện lúc này có thể nói là đề phòng toàn viện, tất cả cường giả đều xuất động, mục đích của bọn họ chỉ có một, hộ pháp cho An Lan Tú đột phá đến đạo cảnh bất kỳ một thế lực nào không chỉ phải có nội tình sâu, càng phải có thế hệ tuổi trẻ làm máu mới, bởi vì những máu mới này sẽ gánh vác tương lai của một tông môn. An Lan Tú rất trẻ tuổi, một khi nàng bước vào đạo cảnh, nàng sẽ là yêu nghiệt trẻ tuổi nhất bước vào đạo cảnh của võ viện từ trước tới nay. Trọng yếu nhất chính là chiến lực của An Lan Tú cực kỳ mạnh mẽ. Một khi nàng bước vào đạo cảnh, rất nhiều cường giả đạo cảnh thế hệ trước đều không phải là đối thủ của nàng võ viện có rất nhiều yêu nghiệt mà giờ khắc này an lan tú mới chính là yêu nghiệt trói mắt nhất đối với võ viện mà nói nhất định phải bảo hộ an lan tú còn đối với kiếm tông mà nói nếu bọn hắn không ngăn cản như vậy trong tương lai nếu kiếm tông không xuất hiện một siêu cấp yêu nghiệt thế hệ tuổi trẻ của kiếm tông sẽ bị đè đánh cả đời cũng không ngẩng đầu lên được đặc biệt là giờ phút này bọn hắn và võ viện đã như nước với lửa Võ viện toàn tông đề phòng, mà kiếm tông thì lại vô cùng bình tĩnh, không có một chút động tĩnh. Diệp Huyền đi đến thông báo thương hội. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi xuống trước mặt Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nói khẽ, hiện tại toàn thể kiếm tông vẫn rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì càng không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, một khi bọn hắn ra tay, nhất định sẽ là một kích trí mạng. Bạch Chỉ gật đầu, nếu có 10 tên cường giả đạo cảnh trở lên liều lĩnh nhắm vào An Cô Nương, võ viện rất khó ngăn trở về mặt diệp huyền âm trầm một lát sau hắn đứng dậy rời đi bạch chỉ nhìn về phía diệp huyền diệp huynh diệp huyền quay người nhìn về phía bạch chỉ bạch chỉ quay đầu trong bóng tối hai lão giả đi ra hai người đều là cường giả đạo cảnh bạch chỉ nói khẽ lâm lão tiêu lão các ngươi đi theo giúp diệp công tử hai người có chút lưỡng lự lâm lão trầm giọng nói nha đầu sự an toàn của ngươi Bạch chỉ cười nói, hiện tại bọn hắn sẽ không ra tay với ta. Nhị lão cứ đi theo hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Diệp Huyền khẽ nói ra, bạch chỉ cô nương. Bạch chỉ cắt ngang Diệp Huyền. Chớ có nhiều lời, bây giờ ngươi và An cô nương đều rất cần người hỗ trợ. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn dẫn theo lâm lão và tiêu lão rời đi. Trong phòng, bạch chỉ nói khẽ, kiếm tông, rốt cuộc áp chủ bài của các ngươi lớn bao nhiêu. Võ viện, Diệp Huyền trở lại võ viện, hắn cũng không hiện thân mà là ẩn trong bóng tối, uy hiếp lớn nhất đối với Kiếm Tông chính là hắn ẩn trong bóng tối. Âm thầm, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, cách An Lan Tú không xa, khoảng cách hơn 10 trượng không sai biệt lắm. Diệp Huyền nhìn An Lan Tú phía xa xa, đột nhiên hắn nhăn mày lại. Kiếm Tông biết võ viện sẽ dùng lực lượng toàn tông bảo hộ cho An Lan Tú. Nếu như bọn hắn nhắm vào An Lan Tú, cho dù đạt được mục đích, cũng nhất định phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Tình huống này, nghĩ đến đây, lông mày Diệp Huyền nhíu lại thật sâu. Một lát sau, Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp hắn tìm được tiểu linh nhi giờ phút này tiểu nha đầu này vẫn đang tưới nước cho linh quả của nàng mà diệp huyền cũng hơi kinh ngạc bởi vì hiện tại bên trong giới ngục tháp cơ bản đều đã bị tiểu nha đầu này trồng đầy linh thụ lầu thứ năm vừa đi cũng bị nàng chiếm lĩnh diệp huyền lắc đầu im lặng tiểu nha đầu này muốn trồng linh quả đầy giới ngục tháp sau lúc này tiểu linh nhi đột nhiên nhìn về phía diệp huyền âm thanh giòn tan nói lầu thứ sáu khi nào mới chịu đi ta sắp không còn chỗ để trồng linh quà rồi. Diệp Huyền... Thanh âm của lầu thứ sáu đột nhiên vang lên. Điều nha đầu này muốn đuổi ta đi sao? Diệp Huyền cũng cười khổ không thôi. Hắn ngồi xồm ở trước mặt Tiểu Linh Nhi, chân thành nói. Tiểu Linh Nhi, ca ca có chuyện cần ngươi hỗ trợ, có được không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, được. Diệp Huyền chỉ chỉ đỉnh tháp, đi lên, rút một thanh kiếm xuống đây. Tiểu Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trèo lên đỉnh tháp ôm một thanh kiếm xuống. Nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cúi người nhẹ giọng nói vài câu bên tai nàng. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi chừng mắt nhìn, ta đánh thắng được sao? Diệp Huyền chân thành nói, đánh thắng được. Tiểu Linh Nhi lại hỏi, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Nhưng mà ta có chút lo sợ nha. Diệp Huyền... Qua một hồi lâu, Diệp Huyền mới ổn định tiểu nha đầu này được sau đó tiểu linh nhi ôm kiếm rời khỏi giới ngục tháp sau khi tiểu linh nhi rời đi diệp huyền trầm mặc một lát sau đó hắn nhìn qua người gỗ ở phía bên phải người gỗ cầm trong tay trường kiếm diệp huyền đi đến trước mặt người gỗ sau đó đổi một thanh kiếm cho người gỗ một thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh tiếp theo người gỗ cũng rời khỏi giới ngục tháp diệp huyền đi đến lầu thứ hai hiện tại lầu thứ hai là chỗ ở của đế huyền đế huyền nhìn về phía diệp huyền ta hiểu rõ Nói xong, nó cũng rời khỏi giới ngục tháp. Diệp Huyền cũng rời khỏi giới ngục tháp. Hắn nhìn An Lan Tú phía xa. Hiện tại, chuyện hắn có thể làm chỉ là chờ đợi. Võ viện cũng đang chờ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Đào mắt đã chuyển từ sáng đến tối, mà khí tức của An Lan Tú vẫn bình thường. Không có bất cứ động tĩnh gì. Về phần kiếm tông cũng chưa từng xuất hiện. Cường giả võ viện cũng đang đề phòng kiếm tông chỉ cần kiếm tông ra tay võ viện sẽ biết đầu tiên hai ngày trôi qua phía trên hậu sơn của võ viện an lan tú vẫn không có nửa phần động tĩnh mà hai ngày này trôi qua kiếm tông vẫn không có bất cứ động tĩnh gì toàn bộ kiếm tông bình tĩnh giống như chết ngày thứ ba an lan tú đứng trên đỉnh núi đột nhiên đặt hai tay ngang người nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời quanh thân nàng một đạo hồng mang nhàn nhạt, nhạt lặng yên xuất hiện thức tỉnh huyết mạch trên không vũ vấn nhìn về phía an lan tú thần sắc bình tĩnh thế nhưng thần thức của hắn đã sớm bao trùm toàn bộ võ viện một con ruồi tiến đến hắn cũng có thể phát hiện âm thầm về mặt diệp huyền cũng ngưng trọng lên hắn biết an lan tú hẳn là sắp đột phá một khi đột phá an lan tú có thể bước vào đạo cảnh mà một khi tiến vào nhập đạo cảnh, khi đó thực lực của An Lan Tú nhất định sẽ có một sự cải biến về chất, mà Võ Viện cũng sẽ nắm giữ một yêu nghiệt đạo cảnh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Đương nhiên, ngoại trừ Tổ sư Võ Viện, dù sao cũng không ai biết được Tổ sư Võ Viện là một người như thế nào. Lúc này, thanh âm của lầu thứ sáu đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, huyết mạch của nha đầu kia rất không tầm thường. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú hỏi, tiền bối, rốt cuộc lực lượng huyết mạch là dạng tồn tại gì? Đối với lực lượng huyết mạch, hiện tại hắn vẫn còn chưa hiểu được bao nhiêu. Lầu thứ sáu nói, lực lượng huyết mạch chính là lực lượng trong huyết dịch. Có một vài người sau khi đạt tới trình độ nhất định có thể tự cải biến huyết mạch của bản thân, mà khi bọn hắn cải biến cũng sẽ cải biến huyết mạch của hậu đại của hắn huyết mạch là một ưu thế tự nhiên cũng giống với rất nhiều thế lực lớn và đại gia tộc sở dĩ bọn hắn có thể cường đại như vậy nhiều yêu nghiệt như vậy có một nguyên nhân rất lớn đó chính là lực lượng huyết mạch giống như nha đầu trước mắt ngươi đây nếu như nàng không có lực lượng huyết mạch này muốn trực tiếp tiến vào nhập đạo cảnh vẫn là không thể nào diệp huyền trầm giọng nói vậy chẳng phải có lực lượng huyết mạch cũng tương đương với gian lận sau lầu thứ sáu cười nói xem như là thế đi nhưng mà lực lượng huyết mạch cũng là một hạn chế bởi vì nếu sau khi ngươi đạt đến cực hạn của bản thân nếu như vô phương đột phá gông cùm xiềng xích của huyết mạch nó sẽ biến thành một đạo khảm của ngươi một đạo khảm mà có thể ngươi vĩnh viễn cũng không bước qua nổi Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, tiền bối, lực lượng huyết mạch của ta và của nàng, bên nào lợi hại hơn? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát sau đó nói, lực lượng huyết mạch của nàng tương đối bình thường, huyết mạch của ngươi lại không bình thường, không cách nào so sánh. Diệp Huyền đúng lúc này an lan tú cách đó không xa đột nhiên đè ép hai tay rất nhanh từng đạo khí tức mạnh mẽ bạo phát ra từ trong cơ thể nàng không chỉ như thế trên vùng trời võ viện vô số mây đen đột nhiên tụ tập trong tầng mây đen kia một tia chớp lập lòe diệp huyền nhìn về phía không trung không hiểu đây là gì lầu thứ sáu nói không biết là thứ đồ chơi gì nữa diệp huyền dùng huyền khí truyền âm cho vũ vấn tiền bối đây là gì Vũ Vấn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn vẫn không phát hiện ra Diệp Huyền. Đối với thuật ẩn nấp của Diệp Huyền, hắn cũng phải khiếp sợ không thôi. Ngay cả hắn cũng có thể giấu giếm được, thật sự không đơn giản. Thu hồi suy nghĩ sau đó nói, đây là đạo kiếp. Một khi đạt đến nhập đạo cảnh, nhất định sẽ trải qua đạo kiếp. Bởi vì chuyện này, đại biểu nàng sắp đột phá gông cùm xiềng xích của mảnh thiên địa này. Mà khi đạo kiếp đánh xuống cũng chính là thời điểm nguy hiểm của nàng. Nàng gánh vác đạo kiếp không có vấn đề gì. Thế nhưng, nếu có ngoại lực quấy nhiễu, đối với nàng mà nói vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một chút, có thể sẽ thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy, thời điểm đạo kiếp đánh xuống chính là thời cơ ra tay tốt nhất cho bọn hắn sao? Vũ Vấn gật đầu, nếu không ra tay vào lúc này, bọn hắn sẽ không còn cơ hội đề xuất thủ nữa. Diệp Huyền nói khẽ, hiểu rõ. Trên không, Vũ Vấn nhìn lướt qua bốn phía, trước mắt kiếm tông vẫn như cũ, không có bất kỳ động tĩnh gì. Việc này ngược lại khiến trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Bởi vì hắn biết, hiện tại vẫn chỉ là yên tĩnh trước bão táp. Một khi kiếm tông động thủ, nhất định là hủy thiên diệt địa. Vũ Vấn yên lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí của hách liên thiên, dùng huyền khí truyền âm, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hách liền thiền giật mình trong lòng, hắn không nói thêm điều gì, gật đầu, lặng yên thối lui. Rất nhanh, khắp vùng trời phía trên An Lan Tú, lôi điện phát ra uy lực càng ngày càng mạnh, mà sắc trời cũng tối đen đi trong thời khắc này. Trong tầng mây đen kia, lôi điện lập lè, từng đạo uy áp kinh khủng không ngừng bao phủ xuống, ép cho người ta thở không nổi. Về mặt vũ vấn vô cùng nghiêm túc, đạo kiếp của An Lan Tú còn kinh khủng hơn cả đạo kiếp năm đó hắn gặp phải khi đột phá đạo cảnh đạo kiếp càng mạnh người chính diện xông vào đạo cảnh càng có nhiều tiềm lực thực lực càng mạnh nếu là trong tình huống bình thường đây nhất định là chuyện tốt thế nhưng hiện tại có lẽ cũng không phải là chuyện tốt như vậy cứ như vậy ước chừng một khắc đồng hồ sau toàn bộ chân trời đột nhiên rung lên kịch liệt ngay sau đó trong ánh mắt của vô số người một tia lôi điện giật mạnh xuống từ trên không trong nháy mắt khi đạo lôi điện này đánh xuống tất cả mọi người đều cảm nhận được một lực lượng áp bách cường đại hủy thiên diệt địa mà lúc này an lan tú mở hai mắt ra nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không thần sắc bình tĩnh ngay lúc tia lôi điện kia đi đến vị trí cách đỉnh đầu An Lan Tú mấy chục trượng, bên trong mặt phía bắc của Kiếm Tông, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm màu đỏ như máu từ bên trong Kiếm Tông phóng lên tận trời, sau đó kích bắn về phía Võ Viện. Những nơi huyết kiếm đi qua, chân trời một mảnh huyết hồng, Kiếm Tông ra tay. Giờ khắc này, tất cả cường giả Võ Viện như Lâm Đại Địch trên không những nơi chuôi huyết kiếm này đi qua chân trời lập tức biến thành một mảnh huyết sắc tựa như một tấm lưới to lớn nhiễm màu đỏ mà lực lượng kiếm này mang theo càng làm cho tất cả cường giả võ viện phải biến sắc vùng trời võ viện vũ vấn đột nhiên gầm lên tế thần khí của tiên tổ thanh âm vừa dứt một thanh trường thương phát ra ngọn lửa hừng hực từ bên trong võ viện phóng lên tận trời trường thương phá không kích bắn đi những nơi trường thương đi qua, không gian trực tiếp bị thiêu đốt. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thương một kiếm đụng độ nhau trên không. Một tiếng nổ vang rung động trời bỗng nhiên vang vọng từ chân trời. Vô số kiếm quang và hỏa diễm bắn tung tóe Không gian trong phạm vi gần vạn trượng trực tiếp dạn nứt thành hình mạng nhện. Mà lúc này, không gian trên vùng trời võ viện đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang chém bay ra từ bên trong không gian nứt ra này gần như là trong nháy mắt toàn bộ vùng trời võ viện trực tiếp bị kiếm quang bao trùm vũ vấn nhìn kiếm quang lít nhà lít nhít kia ánh mắt hắn băng lãnh nhưng hắn vẫn không hề ra tay hắn không thể ra tay hắn là người duy nhất có thể ngăn cản kiếm thánh của kiếm tông trên không hách liên thiên đột nhiên cả giận nói xuất trận thanh âm vừa dứt từ trong lòng đất của võ viện từng chuôi trường thương năng lượng đột nhiên phóng lên tận trời những chuôi trường thương năng lượng này là rất nhiều mỗi chuôi đều tàn ra một cỗ thương ý cường đại rất nhanh toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động từng tiếng va chạm không ngừng vang vọng trên vùng trời võ viện toàn bộ cường giả khắp thần võ thành hoảng hốt trong lòng rất nhiều người càng như phát điên mà chạy ra phía ngoại thành hai thế lực lớn nhất trong thần võ thành đại chiến một trận chiến này có khả năng trực tiếp hủy đi thần võ thành trốn, vô số người chạy ra phía ngoài thành. Ngoài thành âm thầm đám người nhạc lão lặng lặng nhìn theo phương hướng thần võ thành. Nhìn vùng trời thần võ thành kia là kiếm quang và trường thương lít nhà lít nhít. Về mặt đám người nhạc lão cũng vô cùng ngưng trọng. Loại đại trận này, căn bản không phải là cường giả đạo cảnh có thể chống đỡ, cho dù có 10 người cũng không nhất định có thể kháng cự. Dạ Lan nói khẽ, kiếm trận này của kiếm tông rất mạnh. Nhạc lão lãnh đạm nói, thế lực truyền thừa nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có vài át chủ bài? Hơn nữa, những thứ bây giờ chúng ta thấy được, hẳn là vẫn chưa phải át chủ bài cuối cùng của bọn hắn. Dạ Lan khẽ gật đầu sau đó nói, lúc nào mới ra tay? Nhạc lão nhìn thần võ thành phía xa, chờ. Dạ Lan gật đầu, hắn quay người nhìn thoáng qua, sau lưng hắn còn có 10 cường giả đạo cảnh, 10 người, ngoài xa còn có viện quân vẫn chưa chạy tới. Rốt cuộc, kiếm tông này có thứ gì để dựa vào? Dưới tình huống biết được mục đích của đám người bọn hắn vẫn còn dám phát động chiến tranh với võ viện. Thật sự là đầu sắt sao? Võ viện, bên cạnh An Lan Tú không xa, Diệp Huyền vẫn chưa ra tay. Bởi vì đến bây giờ, cường giả kiếm tông vẫn chưa xuất hiện diệp huyền quay người nhìn về phía kiếm tông từ trước mắt mà xem kiếm tông này thật sự muốn đánh thật sự đánh ra một trận chiến này là phải liều nội tình và thực lực chân chính của song phương lúc này trong âm thầm một thanh âm vang lên diệp tiểu hữu cần chúng ta ra tay sau người nói chuyện chính là lâm lão thông báo thương hội diệp huyền trầm giọng nói hai vị tiền bối tạm thời các người chớ có xuất thủ lâm lão nói tiểu thư truyền lời tới có khả năng kiếm tông sẽ có động tác lớn hơn người phải cẩn thận diệp huyền gật đầu hắn nhìn về phía an lan tú ở xa xa tay phải nắm thật chặt chấn hồn kiếm trong tay hiện tại hắn chỉ muốn chờ xem kẻ nào sẽ ra tay với an lan tú trước Lúc này, chân trời truyền đến một tiếng nổ vang một lần nữa, vùng trời võ viện vô số kiếm quang không ngừng xuất hiện, mà dưới sự công kích điên cuồng của những kiếm quang này, toàn bộ không gian nơi vùng trời võ viện đã nát vụn, nhưng mà cường giả võ viện vẫn chưa ra tay, bọn hắn đang chờ, chờ cường giả kiếm tông ra tay, mục đích của bọn hắn chỉ có một, thủ hộ cho An Lan Tú đột phá đến đạo cảnh. Đúng lúc này, một tia lôi điện đột nhiên vang vọng từ trên không, rất nhanh, từng đạo tia chớp không ngừng đổ xuống an lan tú ở phía dưới. Sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, đang muốn xuất thủ, thành âm của lầu thứ sáu đột nhiên vang lên. Chớ có xuất thủ, loại kiếp này, người ngoài không thể nhúng tay, bằng không kiếp sẽ tăng cường gấp mấy lần. Diệp Huyền dừng lại hỏi, tiền bối khi đột phá đến đạo cảnh, đều sẽ phải trải qua loại kiếp này sao? Lầu thứ sáu nói, ta không biết đạo cảnh ở thế giới này của các ngươi là thứ đồ chơi gì, nhưng mà người cũng nói không sai. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, mỗi một lần đột phá đều sẽ có loại kiếp số này. Vượt qua được sẽ là một thế giới khác nếu không kháng cự nổi, hóa thành bụi trần ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, trong lòng có chút lo lắng. Lôi kiếp này rất mạnh mẽ, hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn cường giả đạo cảnh mà đánh. Có thể nói, ngay cả một tên cường giả đạo cảnh cũng không nhất định là có thể chống đỡ. Hơn nữa, xung quanh đây còn có kiếm tông đang giỏm ngó. Kiếm Tông nghĩ đến đây, về mặt Diệp Huyền dần dần trở nên âm lãnh, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cường giả Kiếm Tông vẫn chưa ra tay, mà lúc này những lôi điện kia đã đánh tới đỉnh đầu An Lan Tú. An Lan Tú nắm chắc tay phải thành quyền, một quyền oanh thẳng lên trên, đấm ra một quyền, những lôi điện kia trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số dòng điện chấn động ra khắp chân trời nhìn thấy một màn này vẻ mặt diệp huyền trở nên ngưng trọng thực lực của an lan tú thật là có chút nghịch thiên lúc này trong tầng mây màu đen trên không một tia lôi điện lặng yên ngưng tụ diệp huyền nhíu mày tiền bối vậy mà còn chưa kết thúc sao lầu thứ sáu nói lôi kiếp bình thường đều có chín lần mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh sau chín lần sẽ kết thúc nhưng mà lôi kiếp của nha đầu này có vẻ như không giống với người bình thường có thể sẽ có một chút biến số, chín lần biến số. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú. Thời khắc này, nhìn từ bề ngoài, mặc dù An Lan Tú không có chuyện gì, nhưng sắc mặt của nàng lại có chút trắng bệch. Chín lần, lông mày Diệp Huyền nhăn lại thật sâu. An Lan Tú có thể chống đỡ hết sao? đúng lúc này trong hư không phía chân trời vô số kiếm quang đột nhiên tách ra ngay sau đó một thanh cự kiếm dài đến gần trăm trượng đột nhiên hiện ra từ trong tầng mây theo chuôi cự kiếm này xuất hiện vô số trường thương năng lượng từ phía dưới bắt đầu vỡ nát từng khúc không chỉ như thế một vài đại sơn xung quanh võ viện cũng sụp đổ trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh cự kiếm trên không kia cự kiếm chậm rãi giáng xuống từng chút một, quanh thân kiếm tàn ra một cỗ kiếm thế cực kỳ cường đại, kiếm thế siêu việt cường giả đạo cảnh, mà mục tiêu của chuôi kiếm này chính là An Lan Tú. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn nhìn về phía hách liên thiên ở một bên, người sau khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng đâm vào phía trên thanh cử kiếm kia toàn bộ chân trời rung động từng đợt, nhưng mà thanh cự kiếm kia vẫn tồn tại như cũ, mà hách liên thiên lại về tới chỗ cũ. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm trên không kia đột nhiên rơi nhanh xuống đâm thẳng đến An Lan Tú. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu An Lan Tú. Sau một khắc, lão giả mặc áo đen này cầm một thanh trường thương trong tay phóng lên tận trời thanh cự kiếm kia bị cưỡng ép ngừng lại giữa không trung trên đỉnh cự kiếm lão già áo đen cầm trường thương trong tay đột nhiên xoay tròn chuôi cự kiếm kia rung lên kịch liệt trực tiếp dạn nứt ra trên không lão già áo đen đột nhiên dẫm chân phải một cái cả người cầm thương trực tiếp xuyên thùng chuôi cự kiếm sau lưng lão già áo đen thanh cự kiếm kia ầm ầm vỡ nát nhưng mà cự kiếm vừa mới phá toái 10 thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở xung quanh võ viện cùng lúc đó chuôi kiếm màu đỏ như máu ở trên không kia cũng đột nhiên dừng lại sau một khắc nó bay đến vùng trời võ viện trong nháy mắt một cỗ kiếm thế thao thiên trực tiếp bao phủ toàn bộ võ viện mà ở phía sau chuôi huyết kiếm này còn có một nam tử trung niên người này chính là lý huyền phong vũ vấn nhìn lý huyền phong chỉ có ngươi sau lý huyền phong nhìn xuống vũ vấn ở phía dưới lạnh lùng nói giao ra diệp linh và an lan tú này trận chiến này có thể miễn đi vũ vấn cười lạnh lý huyền phong não của ngươi bị chó ăn rồi sao thế mà lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy lý huyền phong lạnh lùng nói võ viện ngươi đã không thức thời vậy hôm nay hãy để võ viện này vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này đi thanh âm vừa dứt hắn nhẹ nhàng đè ép lòng bàn tay phải xuống dưới tay trái nhẹ nhàng vung vẩy trong miệng đọc thầm thiên địa càn khôn kiếm đạo độc tôn tụ 10 tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, 11 thanh kiếm kia đột nhiên nối liền đầu đuôi mà cầm đầu chính là chuôi huyết kiếm màu đỏ như máu này. Lý Huyền Phong nhẹ nhàng vỗ tay trái xuống dưới một cái. Phá! Thanh âm vừa dứt, 11 chuôi kiếm nối liền đầu đuôi đột nhiên giáng xuống từ trên không như một tia chớp, mà mục tiêu của chúng vẫn là An Lan Tú. Không chỉ như thế, giờ phút này, đỉnh đầu An Lan Tú một tia chớp cũng đúng lúc giáng xuống một tia lôi điện cộng thêm 11 thanh kiếm, sắc mặt đám người hách liên thiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. 11 thanh kiếm này quá kinh khủng, căn bản không phải cường giả đạo cảnh có thể chống đỡ, bởi vì 11 thanh kiếm này là một trận pháp. Giữa sân chỉ có Vũ Vấn mới có thể tiếp được. Vũ Vấn ngẩng đầu nhìn lên trên không, đây là đang ép hắn động thủ. Vũ Vấn nhìn về phía hách liên thiên. Hách liên thiên do dự một chút sau đó nói, võ thạch tượng ở đâu? Thanh âm vừa dứt, mặt đất phía bên trái An Lan Tú đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một tôn người đá to lớn đột nhiên bay ra, tôn người đá này cao tới mấy chục trượng, tựa như đại trụ kình thiên. Sau khi người đá xuất hiện, nó đột nhiên đánh ra một quyền về phía chân trời, một quyền đánh ra không gian bốn phía trực tiếp rung động kịch liệt, vô cùng đáng sợ. Trên không, 11 thanh kiếm giáng xuống trực tiếp chạm lên trên nắm đấm của người đá kia toàn thân người đá rung lên kịch liệt, vô số vết giãn xuất hiện trên cánh tay của nó, thế nhưng nó đã mạnh mẽ chống đỡ 11 thanh kiếm kia. Trên không, Lý Huyền Phong cười lạnh, hai tay hắn hợp lại đột nhiên đè ép xuống, 11 thanh kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt đã xuyên thùng bàn tay của người đá khổng lồ, mà lúc này tay trái của người đá khổng lồ đột nhiên bắt được 11 thanh kiếm kia. Sau đó nó nắm chặt 11 thanh kiếm kia, đột nhiên đập mạnh xuống đất, Mặt đất phía bên trái người đá trực tiếp bị nó nện ra một hố sâu to lớn. Thế nhưng sau một khắc, 11 thanh kiếm kia trực tiếp xuyên thùng tay của người đá khổng lồ. Trong chớp mắt đã chém đến trước mặt An Lan Tú. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên phá không chém tới từ bốn phía chém thẳng đến An Lan Tú. Toàn bộ đều là cường giả đạo cảnh. Cường giả võ viện ở bốn phía vội vàng ra tay. Thế nhưng những kiếm tu này căn bản không thèm quản cường giả võ viện, mà chỉ liều mạng phóng tới phía An Lan Tú. Mấy người trong đó càng liều mạng thụ thương để lao tới trước mặt An Lan Tú. Vũ vấn biến sắc. Giờ khắc này, hắn không thể không ra tay. Mà trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua một hang núi nào đó ở phía bên phải nơi đó một đạo kiếm quang đang lao thẳng tới hang núi kia nhìn thấy một màn này vẻ mặt vũ vấn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn không tốt mục tiêu của bọn hắn không phải an lan tú là diệp linh là diệp linh diệp linh hết thầy cường giả võ viện giữa sân kinh hãi trong lòng bọn hắn đều nghĩ rằng mục tiêu của kiếm tông là an lan tú bởi vậy tất cả mọi người đều đặt hết tinh lực ở trên thân an lan tú nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới an lan tú chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang của kiếm tông mục tiêu chân chính của bọn hắn là diệp linh diệp linh là người thế nào đó cũng là một siêu cấp yêu nghiệt không kém gì an lan tú mặc kệ là diệp linh hay là an lan tú đều là tồn tại mà võ viện không thể để mất đi ngay khi biết được mục tiêu của kiếm tông chính là diệp linh vũ vấn vừa giận vừa vội thế nhưng giờ phút này hắn căn bàn không phân thân nổi bởi vì xung quanh đều là cường giả kiếm tông và kiếm trận của kiếm tông mà bốn phía cường giả võ viện cũng đang điên cuồng phóng tới vị trí của Diệp Linh. Tiến lên trước hết chính là Diệp Huyền. Sau khi biết mục tiêu của đám người kiếm tông là Diệp Linh, Diệp Huyền là người thứ nhất phóng tới vị trí của Diệp Linh. Giờ khắc này, khí tức cả người hắn gần như là tăng vọt như núi lửa bùng nổ. Cách đó không xa, Mục Phong Trần đưa tay chém ra một kiếm cửa hàng núi trước mặt hắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Thần sắc của hắn bình tĩnh, nhìn không ra vui giận. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Diệp Linh. Chỉ có Diệp Linh mới có thể khiến cho Diệp Huyền đi xa và thỏa hiệp. Hiện tại, sở dĩ kiếm tông bị người quần công nguyên nhân lớn nhất chính là người đời đều cho rằng món trí bảo kia ở trong tay kiếm tông nếu như không giải trừ hiểu lầm này những thế lực bên ngoài kia sẽ điên cuồng nhắm vào kiếm tông mà người duy nhất có thể giải trừ được hiểu lầm này chỉ có diệp huyền chỉ có diệp huyền mới có thể khiến cho những thế lực bên ngoài kia tin tưởng món trí bảo kia không ở trong tay kiếm tông mà diệp huyền lại bắt đầu co đầu rút cổ kiếm tông muốn làm cho hắn xuất hiện chỉ có một biện pháp đó chính là diệp linh chỉ cần khiến cho những thế lực bên ngoài kia biết món trí bảo kia không ở trong tay kiếm tông mà là ở trong tay diệp huyền như vậy tình cảnh hiện tại của kiếm tông sẽ được nghịch truyền trong nháy mắt không chỉ như thế những người kia sẽ quay đầu nhìn lại nhằm vào diệp huyền và võ viện lúc đó cũng tương đương với kiếm tông và võ viện hoán đổi tình cảnh bằng không kiếm tông sẽ một mực ở trong thế yếu đây chính là nguyên nhân tại sao hắn phải bỏ ra đại giới lớn như vậy để tiến công võ viện chỉ cần bắt được diệp linh diệp huyền nhất định sẽ thỏa hiệp mục phong trần vô cùng tự tin bởi vì hiện tại vũ vấn đã bị kiểm chế Kiếm tông không có bất kỳ ai có thể ngăn cản hắn, nhưng mà trong nháy mắt khi hắn vừa bổ nát cửa hàng núi, một thanh kiếm chém thẳng tới từ phía đối diện hắn. Mục Phong Trần nhíu mày, đưa tay vung ra một kiếm. Hai thanh kiếm trực tiếp chạm vào nhau. Kiếm trong tay Mục Phong Trần trực tiếp đứt gãy. Bản thân hắn càng phải lui lại mấy trượng. Chỉ trong nháy mắt, Mục Phong Trần một mặt mộng bức chặt đứt sau. Kiếm của hắn vậy mà đứt gãy rồi sao? mục phong trần nhìn về phía cách đó không xa ở trước mặt hắn là một tiểu nữ hài tiểu nữ hài ôm trong tay một thanh kiếm tiểu nữ hài đang nhìn hắn chằm chằm mà trong mắt nàng có chút hoảng hốt nhưng vẫn không lùi lại mục phong trần quay đầu nhìn thoáng qua một bóng người đang vội vàng chạy tới phía hắn người tới chính là diệp huyền mục phong trần không thèm để ý diệp huyền hắn phóng thẳng đến chỗ tiểu linh nhi nhìn thấy một màn này tiểu linh nhi ngây ngần cả người sau đó xoay người chạy là diệp huyền bảo nàng phải chạy mặc dù tiểu linh nhi có thanh kiếm kia thế nhưng thực lực của nàng thấp hơn mục phong trần rất rất nhiều ban đầu nàng có thể đánh lui mục phong trần là dựa vào thanh kiếm kia lại thêm suất kỳ bất ý hiện tại mục phong trần đã có chuẩn bị tâm lý tiểu linh nhi tuyệt đối không phải là đối thủ mục phong trần cũng không hề đuổi theo tiểu linh nhi mục tiêu của hắn là diệp linh ở cách đó không xa mà ngay lúc hắn lao tới trước mặt diệp linh một tôn người gỗ đột nhiên đứng dậy từ sau lưng diệp linh sau một khắc một thanh kiếm đâm thẳng tới mục phong trần một kiếm này nhanh như điện dẹt trực chỉ yếu hại của mục phong trần nhìn thấy lại xuất hiện một kẻ càn đường sắc mặt bình tĩnh của mục phong trần đột nhiên trở nên dữ tợn hắn đột nhiên đâm ra một kiếm người gỗ lập tức lùi nhanh hơn 10 trượng, mà lúc này một bóng đen khổng lồ trực tiếp đụng thẳng tới phía hắn. Mục phong trần trực tiếp bị pha chạm này đẩy lui tới cửa hàng núi, ra tay chính là đế quyền. Ánh mắt mục phong trần băng lãnh, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chỉ như thế, cường giả đạo cảnh của võ viện đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt mục phong trần lập tức trầm xuống. Hắn biết kế hoạch nhắm vào Diệp Linh của bản thân đã hỏng bét rồi. Mục phong trần nhìn về phía Diệp Huyền, người đã sớm phòng bị. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngoài ý muốn sao? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không hề che giấu sát ý. Lúc này, Vũ Vấn cũng xuất hiện ở trước mặt Mục Phong Trần không xa. Vũ Vấn lạnh lùng nhìn Mục Phong Trần. Mục Phong Trần, kể từ hôm nay, kiếm tông sẽ cứ xuống dốc như vậy. Không đúng, hẳn là sẽ cứ thế biến mất. Mục Phong Trần cười lạnh, chỉ bằng võ viện ngươi sau. Vũ Vấn nhìn chằm chằm Mục Phong Trần. Tất cả mọi người ở võ viện nghe lệnh. Phàm là đệ tử kiếm tông, một kẻ cũng không buông thà. Thành âm của hắn vừa dứt, những cường giả đạo cảnh ở xung quanh hắn lập tức xông thẳng ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài kiếm tông vang lên từng tiếng nổ vang kinh thiên. Mục phong trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Cùng lúc đó, một thanh âm vang vọng trên vùng trời kiếm tông. Tất cả mọi người rút lui. Rất nhanh, cường giả đạo cảnh kiếm tông bắt đầu rút lui. Vũ Vấn cười lạnh, muốn đi sao? Đuổi theo! Rất nhanh, hết thầy cường giả đạo cảnh võ viện đuổi thẳng đến cường giả đạo cảnh kiếm tông, mà Diệp Huyền cũng không đuổi theo, hắn trực tiếp đưa Diệp Linh vào bên trong giới ngục tháp, sau đó trở về tới bên cạnh An Lan Tú. Giờ phút này, An Lan Tú vẫn còn đang độ kiếp mà hách liên thiên cũng không có đuổi theo hắn cũng đang thủ hộ an lan tú vùng trời thần võ thành mục phong trần vừa rời khỏi võ viện một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên nghiền ép tới phía hắn mục phong trần vung lên tay phải một mảnh kiếm quang chấn ra cỗ uy áp kia trực tiếp bị kiếm quang chém vỡ lúc này nhạc lão xuất hiện ở trước mặt mục phong trần sau lưng hắn còn có 10 tên cường giả đạo cảnh cùng lúc đó cường giả đạo cảnh của võ viện cũng đã đuổi đến hiện tại tất cả cường giản đạo cảnh của kiếm tông đều đã bị bao vây nhạc lão nhìn về phía mục phong trần cười nói mục tông chủ ngươi đang vội vàng chạy đi đâu đây mục phong trần nhìn chằm chằm nhạc lão không nói gì kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới một khi thất bại những người này nhất định sẽ xuất thủ nhằm vào kiếm tông nhạc lão nhìn thoáng qua mục phong trần mục tông chủ vẫn là câu nói kia mục đích của chúng ta cũng không phải muốn diệt kiếm tông chỉ cần quý tông giao ra món trí bảo kia chúng ta sẽ xoay người rời đi quyết không nuốt lời trí bảo về mặt mục phong trần âm lãnh đến cực điểm nếu như món trí bảo kia ở trong tay kiếm tông dù bị nhằm vào như thế hắn cũng nhận vấn đề là món trí bảo kia cũng không ở trong tay kiếm tông biệt khuất đây chính là khiến hắn biệt khuất nhất mà oan ức này vốn là do Diệp Huyền làm cho kiếm tông cõng nổi mà hắn còn không biết phải cõng tới khi nào nữa. Lúc này, nhạc lão lại nói, như thế nào, đã nghĩ rõ ràng hay chưa? Mục Phong Trần yên lặng một lát, sau đó hắn đột nhiên cười. Nhìn thấy Mục Phong Trần cười, nhạc lão lập tức hơi nhau lại hai mắt. Mục Tông Chủ xem ra người không có ý định giao ra món trí bảo kia. Nói xong hắn nhìn về phía Vũ Vấn cách đó không xa. Vũ Tông Chủ, hợp tác đi. Vũ Vấn lãnh đạm nói, đang có ý đó. Nhạc lão cười cười, nụ cười có chút lạnh lẽo, hắn vung lên tay phải. Giết! Thanh âm vừa dứt, phía sau hắn, 10 tên cường giả đạo cảnh vọt thẳng đến những kiếm tu kiếm tông kia. Cường giả võ viện cũng phóng thẳng tới phía đám kiếm tu mục phong trần. Hơn 20 tên cường giả đạo cảnh Vũ Vấn và nhạc lão cũng khóa chặt mục phong trần. Chỉ cần mục phong trần ra tay, hai người bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng mà vào lúc này, sắc mặt Vũ Vấn và Nhạc Lão đột nhiên đại biến. Gần như là đồng thời, hai người gầm thét, dừng lại, nhưng mà vẫn có chút chậm trễ. Cách đó không xa, mấy đạo tàn ảnh màu đen chợt lóe lên. Theo mấy đạo tàn ảnh màu đen này lóe lên, hai tên cường giả đạo cảnh của võ viện trực tiếp bay đầu. Bên đám người nhạc lão cũng có hai tên cường giả đạo cảnh rơi đầu xuống đất. Trong nháy mắt, bốn tên cường giả đạo cảnh đã ngã xuống. Rất nhanh, cường giả đạo cảnh của võ viện và đám người nhạc lão vội vàng thối lui đến phía sau hai người. Mà lúc này, bên cạnh mục phong trần xuất hiện sáu tên người áo đen. Sáu tên người áo đen này như ẩn như hiện, toàn thân được bao phủ dưới áo bảo đen, vô cùng quỷ dị. Vũ Vấn nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, đây không phải là người của kiếm tông, người... Mục Phong Trần cười lạnh, xác thực không phải cường giả kiếm tông ta thế nào chỉ cho phép các ngươi có đồng minh không cho phép kiếm tông ta có đồng minh sau vũ vấn nhìn thoáng qua sáu tên người áo đen kia các ngươi là người phương nào một tên người áo đen cầm đầu đột nhiên nói vũ tông chủ mục tiêu của chúng ta chẳng qua chỉ là diệp huyền kia hy vọng là quý viện sẽ không nhúng tay nói xong hắn lại nhìn về phía nhạc lão các ngươi cũng vậy vũ vấn cười lạnh mục tiêu là diệp huyền sao? Người áo đen nói, võ viện không nhúng tay vào, chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ với võ viện. Vũ Vấn nhìn về phía nhạc lão, người sau lãnh đạm nói, không thể để cho bọn hắn động vào Diệp Huyền. Vũ Vấn gật đầu, kỳ thật, sinh từ của Diệp Huyền căn bản không có quan hệ gì quá lớn đối với hai người bọn hắn. Mà sở dĩ bọn hắn muốn bảo đảm Diệp Huyền chỉ có một mục đích, đó chính là mặc kệ kiếm tông và những kẻ thần bí này có mục đích gì, bọn hắn đều muốn ngăn cản hiện tại đã là người chết ta sống. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Hơn nữa, thực lực của Diệp Huyền cũng không yếu. Người áo đen nói khẽ, đã như vậy thì võ viện cứ chôn cùng một chỗ với hắn đi. Thành âm của người áo đen vừa dứt, toàn bộ vùng trời võ viện đột nhiên tối đen lại. Sau một khắc, một lỗ đen thật lớn xuất hiện trên vùng trời võ viện. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức quỷ dị bạo phát ra từ trong đó bên cạnh nhạc lão một tên cường giả đạo cảnh trầm dọc nói nên rút lui nhạc lão yên lặng tên cường giả đạo cảnh kia lại nói viện quân của chúng ta vẫn chưa tới liều mạng với bọn hắn lúc này tuyệt đối không đáng giá hiện tại rút lui để võ viện tiêu hao bọn hắn đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt lúc này nhạc lão mới gật đầu rút lui thanh âm vừa dứt hắn và tám tên cường giả đạo cảnh sau lưng xoay người rời đi Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Vũ Vấn lập tức trầm xuống, mà lúc này vòng xoáy trên không kia đột nhiên xoay tròn. Sau một khắc, một cột sáng mang tính hủy diệt bạo phát ra từ trong đó. Theo cột sáng này xuất hiện, vẻ mặt tất cả mọi người giữa sân lập tức thay đổi. Tận thế, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng cảm giác được ngày tận thế tới rồi. Lúc vừa nhìn thấy cột ánh sáng này, sắc mặt Vũ Vấn đại biến. Hắn đột nhiên nhìn xuống phía dưới mà gầm lên, gọi tiên tổ thanh âm vừa dứt, hách liên thiên ở phía dưới cũng gầm lên, gọi tiên tổ, yên lặng một chớp mắt, cửa đại điện của võ điện, pho tượng nữ tử kia đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, một nữ tử cầm trong tay trường thương xuất hiện trên vùng trời võ viện. Nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh đã trở nên rõ ràng. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng nhíu mày, đưa tay bắn ra một phát. Cột sáng màu đen kia trực tiếp vỡ nát, mà đồng thời vỡ nát còn có vòng xoáy khổng nổ kia. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hết thầy cường giả võ viện ở giữa sân, lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, mục phong trần kia đột nhiên nhe sang cười. Người nghĩ rằng chỉ có các người mới có tiên tổ sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía kiếm tông, gọi tiên tổ. Thanh âm vừa dứt cửa đại điện kiếm tông, pho tượng nam tử kia đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tên nam tử thân mặc trường bào màu xanh xuất hiện. Sau khi nam tử xuất hiện, trong cơ thể Diệp Huyền, một thanh kiếm trên đỉnh giới ngục tháp đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Cả tòa giới ngục tháp trong thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy run rẩy kịch liệt đó là đang sợ hãi. Diệp Huyền hoảng hốt trong lòng, sau đó vội vàng nhìn về phía vùng trời kiếm tông. Nơi đó, nam tử áo xanh kia đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn tựa như có một biển máu, mà trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, bầu trời trong phạm vi mấy chục vạn dặm trực tiếp biến thành một màu đỏ như máu. Nam tử áo xanh vừa mở hai mắt ra, không chỉ toàn bộ chân trời lập tức biến thành một mảnh huyết hồng, một cỗ sát ý cực kỳ cường đại càng bao la mở mịt khắp bốn phía. Dưới sự bao phủ của cỗ sát ý này, hai mắt của tất cả mọi người giữa sân vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành màu đỏ máu. Sát ý, giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người giữa sân đều tràn đầy sát niệm. Ngay cả cường giả cấp bậc như mục phong trần cũng không chống đỡ được cỗ sát niệm này ngay lúc tất cả mọi người sắp bị cỗ sát niệm này ăn mòn bên trong kiếm tông nam từ áo xanh kia đột nhiên nhắm hai mắt lại vừa nhắm mắt lại cỗ sát niệm ở giữa sân kia lập tức thối lui tựa như thủy triều toàn bộ chân trời trong thời khắc này cũng khôi phục như bình thường tất cả mọi người giữa sân nhìn nam từ áo xanh kia lúc này nam từ áo xanh mở hai mắt ra một lần nữa nhưng mà lần này trong mắt hắn đã khôi phục như bình thường nam tử áo xanh nhìn về phía võ viện cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên thân tổ sư võ viện lúc nhìn thấy tổ sư võ viện hắn mỉm cười sau đó bước ra phía trước một bước bước ra một bước này đã đi tới trước mặt tổ sư võ viện lúc này đám người mục phong trần vội vàng cung kính thi lễ bái kiến tổ sư Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn thoáng qua đám người kiếm tông, khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử ở trước mặt, đang muốn nói chuyện. Nữ tử đột nhiên lãnh đạm nói, dường như kiếm tông ngươi muốn diệt võ viện ta. Nam tử áo xanh có chút ngần người. Tiếp theo, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nhăn mày lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách đó không xa, mục phong trần biến sắc, hắn vội vàng đi đến trước mặt nam tử áo xanh, cung kính thì lễ. Sư tổ cũng không phải là Kiếm Tông ta muốn diệt võ viện, mà là võ viện cấu kết với người ngoài hãm hại Kiếm Tông ta, Kiếm Tông ta đã có vô số kiếm tu chết thảm trong tay bọn hắn. Nam tử áo xanh nhìn Mục Phong Trần nói láo, Mục Phong Trần biến sắc, hắn đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh lại quay đầu nhìn về phía Kiếm Tông, sau một khắc, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào giữa chân mày Mục Phong Trần. Giờ khắc này, Mục Phong Trần trực tiếp bị định thân ngay tại chỗ. Hết thảy cường giả kiếm tông ở giữa sân kinh hãi. Một lát sau, nam tử áo xanh mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã biết được mọi chuyện cần thiết. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn xuống phía dưới, nơi đó chính là vị trí của Diệp Huyền. Nhận thấy nam tử áo xanh nhìn xuống, Diệp Huyền biến sắc, trong lòng âm thầm đề phòng. Nam tử áo xanh nhìn Diệp Huyền một lát sau, thần sắc của hắn dần trở nên nhu hòa cười nói, tiến lên đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tiến đến trước mặt nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh mỉm cười, có oán hay không? Diệp Huyền không hiểu, oán gì? Nam tử áo xanh muốn nói lại thôi. Một lát sau, hắn mở ra lòng bàn tay. Trên đỉnh giới ngục tháp trong người Diệp Huyền, một thanh kiếm đột nhiên bay xa. Cuối cùng chuôi kiếm này vững vàng rơi vào trong tay nam tử áo xanh kiếm trên đỉnh tháp. Diệp Huyền biến sắc, quả nhiên nam tử áo xanh này có quan hệ với thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Nam tử áo xanh nhìn thanh kiếm trong tay cười nói, đã lâu không gặp. Kiếm khẽ rung động, từng tiếng kiếm gieo chấn động chân trời. Nam tử áo xanh cười nói, vẫn phải làm phiền ngươi một quãng thời gian nữa kiếm rung động dường như đang đáp lại lời gì, lúc này một thanh kiếm màu đỏ như máu đột nhiên bay đến trước mặt nam tử áo xanh, nhìn thấy chuôi kiếm này, trong mắt nam tử áo xanh lóe lên một tia kinh ngạc, là ngươi, thanh âm vừa dứt, hắn điểm một chỉ lên phía trên chuôi huyết kiếm này, kiếm rung lên kịch liệt, rất nhanh, một thanh âm truyền ra từ trong đó, không nghĩ tới sẽ gặp lại ngươi trong tình huống này nam tử áo xanh cười nói ta cũng không ngờ tới những năm gần đây vẫn tốt chứ huyết kiếm nói không tốt bao nhiêu gặp phải một nữ tử nàng phong ấn ý thức chủ thể của ta nếu không phải gặp được ngươi sợ là đời này vô vọng khôi phục nam tử áo xanh hỏi là ai đã phong ấn ngươi huyết kiếm nói một nữ nhân cũng trách bản thân ta lúc trước quá kiêu ngạo nam tử áo xanh cười nói cũng không phải là chuyện xấu huyết kiếm nói xác thực trong khoảng thời gian bị phong ấn này để cho ta hiểu rõ rất nhiều chuyện nam từ áo xanh cười nói tiếp theo người có dự định thế nào huyết kiếm trầm mặc một lát sau đó nói muốn dạo chơi khắp nơi lần nữa nam từ áo xanh gật đầu vậy xin từ biệt huyết kiếm nói sau này còn gặp lại nói xong nó quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời mịt mờ các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 92 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm đạo độc hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.